Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh. Và mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho chương trình kỷ niệm thập nhị chu niên của đài. Mời quý vị nhớ mua vé, regular là 45 đồng, là 100 đồng. Và quý vị có cơ hội sẽ nhận được một phần quà của tiệm vàng Miley. Và đó là hai người có cơ hội sẽ nhận được mỗi người một chỉ vàng, thưa quý vị. Wow, rất là hấp dẫn nha, không những là được ăn, được nói, được gói mang về, thưa quý vị, sẽ rất là vui. Và chúng tôi sẽ đưa ra một cái voucher ticket cho tất cả những vị khách nào đã đến với lại chương trình kỷ niệm thập nhị chu niên của đài. Sau đó thì cuối chương trình chúng tôi sẽ bốc thăm và có hai người may mắn sẽ nhận được mỗi người một chỉ vàng được bảo trợ với tiệm vàng Miley. Cảm ơn anh chị Miley rất là nhiều đã luôn ưu ái cho VNATV với những chương trình đặc biệt của đài. Ngoài ra còn những phần quà rất là hấp dẫn khác của quý cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài, rồi cũng như là giống như bác sĩ Trần Hồng Phong nè, rồi tiệm vàng Miley ở đó, rồi có những cái phần quà rất hấp dẫn đang chờ đợi quý vị trong phần đố ca dao tục ngữ của chúng tôi. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ. Số phone để liên lạc về đài là 714-662-9696. Và tiếp đến, chúng tôi rất mong quý khán giả sẽ ủng hộ cho quý cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình tin tức buổi tối. Đó chính là bác sĩ Alex cùng với lại trung tâm West Coast Cataract Institute, có hai địa điểm tại thành phố Garden Grove và thành phố Newport Beach, chuyên giải phẫu mắt, nhất là những đôi mắt mà bị mù do đục thủy tinh thể. Sẽ là rất là tuyệt vời nếu quý vị tìm đến với bác sĩ Alex, là bác sĩ chuyên khoa về mắt, còn đi thỉnh giảng cho những vị bác sĩ khác về những cách thức chữa trị mắt mới nhất, vô cùng tốt. Mời quý vị tìm hiểu thêm ở West Coast Cataract Institute tại 949-652-6966, 949-652-6966. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Ở bản tin tiếp theo, kính thưa quý vị, liên quan đến việc ông Zelensky nói Ukraine sẽ nộp đơn nhanh chóng để có thể gia nhập NATO. Và quý vị biết đây cũng chính là nguyên nhân mà Nga lấy cái cớ này để bắt đầu cuộc chiến tại Ukraine. Thì ngày hôm nay, ông Zelensky một lần nữa nhắc đến cái việc là mình ghi danh. Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cho biết đất nước của ông sẽ nhanh chóng nộp đơn để xin gia nhập NATO sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước sáp nhập một phần của miền đông Ukraine. Trong một tuyên bố, ông Zelensky gọi Ukraine và các đồng minh NATO là trên thực tế, và cho biết đất nước của ông sẽ tìm kiếm một tư cách là thành viên chính thức của Liên minh NATO. Trên thực tế, chúng tôi đã chứng minh được khả năng là một cái người đồng minh rất tốt của NATO, và Ukraine trên chiến trường và trong những khía cạnh khác, chúng tôi đều thấy có một cái sự nối kết rất đặc biệt với lại NATO. Hôm nay, Ukraine đang áp dụng để thực hiện nó theo một quy trình phù hợp với tầm quan trọng của chúng tôi đối với việc bảo vệ toàn bộ cộng đồng của chúng tôi, theo một thủ tục cấp tốc. Đó là tuyên bố của ông Zelensky ngày hôm nay. Và ông Putin đã ký 4 hiệp ước thăng thiên, tức là ký rất là nhanh chóng, để mà sáp nhập các vùng đất thuộc Donetsk, Luhansk, Kherson, cũng như là Zaporizhia của Ukraine sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở những khu vực mà phương Tây gọi là cuộc bầu cử giả tạo để mà có thể đồng ý sáp nhập khu vực này vào nước Nga. Tuy nhiên, Moscow tuyên bố lãnh thổ muốn tách khỏi của Nga. Đó, luôn luôn họ nói như vậy, đây là những cái lãnh thổ bị tách khỏi Nga, cho nên bây giờ là họ sáp nhập lại. Kế hoạch này đã nâng tầm quan trọng của cuộc chiến mà Putin đang tuyệt vọng để cố gắng lật ngược lại tình thế, trong lúc mà Ukraine đã đạt được những cái sự thành công trong cuộc chiến rất là quan trọng này của mình. Và cuộc chiến diễn ra từ ngày 24 tháng 2 cho đến nay. Hôm nay đã là ngày 30 tháng 9, nó diễn ra trong suốt 7 tháng trời ròng rã. Nhờ quý vị tưởng tượng, hơn 7 tháng trời ròng rã và Ukraine đang chiến thắng. Nên Ukraine vẫn đang cầm cự được tới phút này, có nghĩa rằng họ đang thực hiện rất là tốt, trong khi binh sĩ của Nga thì ngày càng mệt mỏi, người dân Nga thì đang gọi là biểu tình ở trong nước, và không biết tới bây giờ Mỹ Linh nghĩ chắc là hàng trăm người bị bắt rồi. Cho nên đây là Nga thì bấn loạn, Ukraine thì đang đồng lòng để mà thực hiện cuộc chiến này. Thì cho nên nhìn ở trên cái gọi là tình hình chung là mình thấy là Ukraine có khả năng chiến thắng rất là nhiều, và thật sự họ đang chiến thắng, thưa quý vị. Tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến CDC tin tưởng rằng các ca bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục giảm hoặc ở mức ổn định.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết họ có niềm tin nhưng mà không phải là quá tự tin, một niềm tin mà ở mức vừa phải là tỷ lệ các trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giảm và đạt ở mức cao trong 2 tuần tới. Trong những một cái báo cáo mới nhất đã có được thì đợt bùng phát bệnh gọi là Monkeypox, CDC đã liệt kê theo 3 hướng rất là tốt mà những người nhiễm bệnh có thể đạt được. Ngoài sự sụt giảm và ổn định, thì CDC cũng cho biết ở những người bị nhiễm bệnh đang bắt đầu tăng chậm hoặc là tăng nhanh việc là họ được chích ngừa. Và chúng tôi đánh giá những người bị nhiễm hàng ngày của Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục giảm hoặc ổn định hơn trong vòng 2 đến 4 tuần tới. Chúng tôi tin tưởng vừa phải vào đánh giá này, nhưng lưu ý khả năng cũng như là việc mô tả trên thì tỷ lệ mắc bệnh vẫn có khả năng là tăng trở lại, cho nên cần phải cẩn thận. Những người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở trên khắp nước Mỹ đã tiếp tục giảm trong vòng vài tuần sau khi đã đạt được ở mức cao nhất vào tháng 8, với mức trung bình gọi là tăng lên trong 7 ngày, hiện nay là 114 người mỗi ngày. CDC lưu ý rằng những người bị nhiễm không giảm ở tất cả các khu vực mà gọi là họ hồi giờ họ khoanh vùng là những khu vực mà có nguy cơ nhiễm cao đó thì vẫn không có giảm ở những khu vực đó. Cho nên các quan chức y tế phần lớn cho rằng sự sụt giảm này là ở trong các trường hợp là do sự thay đổi hành động của những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới, của những người bị ảnh hưởng nhiều nhất ở trong cái cuộc bùng phát này, là tại vì họ là những người thân của những người mà có quan hệ với những người đồng giới, đặc biệt là đồng giới nam, rồi sau đó thì những người nhà của họ dễ bị nhiễm bệnh đó, cho nên là cuối cùng thì lây là thường là những gia đình đó, và đặc biệt trong những khu vực nào mà có nhiều cộng đồng của những người mà gọi là đồng tính nam đó thì vẫn đang không có giảm mà vẫn hơi tăng nhẹ, tăng nhưng mà tăng không quá mạnh. Nhưng mà điều này làm cho CDC có những cái report mà tương đối gọi là vui, nhưng mà họ cũng ở mức dè chừng chứ không hề nói rằng là đã hoàn toàn giảm hay là giảm rất tốt, mà họ chỉ nói là họ ở mức gọi là tin tưởng vừa phải ở cái report này của mình. Nhưng mà đây cũng là một tín hiệu tốt, plus là mình control được, và dĩ nhiên tại vì cái cách thức lây lan của nó gọi là khó khăn chứ không có vẻ dễ dàng giống như là bệnh coronavirus. Giống coronavirus thì là nó là những hạt ở trong không khí, quá dễ lây lan, còn bệnh đậu mùa khỉ thì cái sức lây lan của nó thật sự chậm hơn và khó hơn rất là nhiều. Cho nên không quá lo, nhưng mà những ai ở trong những cái trường hợp dễ bị nhiễm bệnh thì chắc chắn cần phải được đi chích ngừa. Và tiếp đến nữa là cuộc kiểm tra văn phòng của Sở Cảnh sát khu vực Bay Area cho thấy 45 cảnh sát không qua được bài đánh giá tâm lý. Tại quận hạt Alameda, ngay bên kia của bờ biển San Francisco, 45 cảnh sát đã bị tước súng. Bây giờ họ bị giới hạn trong nhiệm vụ là phải ngồi làm việc liên quan đến giấy tờ thôi. Họ không thể bắt bất cứ ai, thậm chí không thể đưa ra những cái gọi là cái phần mà họ tìm hiểu về các vụ án, nhìn vào các vụ án họ cũng bị giới hạn luôn. Gọi là việc này được đưa ra sau khi mà có một cuộc kiểm tra nội bộ phát giác ra 45 người cảnh sát đã không đạt được đánh giá tâm lý trong khi tuyển dụng. Tất cả họ đều nhận được điểm D là không hề phù hợp, không thích hợp để trở thành một nhân viên thực thi pháp luật. Việc đánh giá là họ không đạt được do tiểu bang California bắt buộc đối với bất kỳ ai muốn trở thành một người cảnh sát. Và anh Date Bonter là một luật sư Auckland, người chuyên về các vụ án tàn bạo của cảnh sát, cho biết nếu như bạn đang xem xét một vụ án hình sự hoặc là một vụ bắt giữ dựa trên sự tín nhiệm của một người cảnh sát, đó thật sự là một vấn đề. Điều đó có thể dẫn đến kết án là tội phạm có thể bị lật tẩy, các cáo buộc có thể bị bác bỏ. Theo bộ phận của Sở Cảnh sát trưởng, thì cuộc kiểm tra này được bắt đầu từ một vụ giết người vào đầu tháng 9. Nghi phạm chấm hỏi là một người cảnh sát và hai người, một người là chồng và vợ, những vết thương do súng bắn và được tuyên bố là đã chết tại hiện trường. Và theo báo cáo từ biện lý của quận hạt Alameda, và cũng cho biết là David William Jr. là một người phó cảnh sát trưởng của quận hạt Alameda đã bị buộc tội với 2 tội danh giết người. Và các thám tử tin rằng cảnh sát Williams từng có mối quan hệ hẹn hò với nạn nhân nữ. Luật sư của anh ta không trả lời cuộc gọi của CNN để đưa ra lời bình luận. Và tiếp đó là
Cảnh sát là Kelly cũng sẽ không bình luận về việc William có thể thất bại trong cuộc đánh giá tâm lý hay không, cho nên vì lo ngại là cảnh sát không đủ có thể vượt qua những bài trắc nghiệm tâm lý. Khi làm cảnh sát họ sẽ hoảng loạn, sẽ không có đủ bình tĩnh và sẽ không ứng phó tốt đối với lại những cái người tội phạm, dẫn đến những hành động quá khích của cảnh sát. Cho nên tới 45 người không vượt qua được, và bây giờ họ chỉ làm việc ở bằng giấy thôi chứ không thể nào trực tiếp tham gia bắt giữ tội phạm được. Đây cũng là một sự cẩn thận của cảnh sát khi mà cũng có quá nhiều vụ đáng tiếc mà cảnh sát đã gây ra. Tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến một số tiểu bang đang gửi những chi phiếu để giảm lạm phát, nhưng một số nhà kinh tế nói rằng điều đó vẫn có thể tiếp tục thúc đẩy giá cả gia tăng. Một số tiểu bang đang gửi tiền cho những người đóng thuế để giúp họ đối phó với lạm phát, nhưng một số nhà kinh tế cảnh báo rằng những khoản thanh toán giúp đỡ này sẽ chẳng giúp gì nhiều để mà có thể giảm bớt nỗi lo về chi phí gia tăng cho các gia đình và có thể tiếp tục thúc đẩy lạm phát. Ví dụ ở California, khoảng 23 triệu người đóng thuế đủ điều kiện để có thể nhận được tới $1,500, với các khoản thanh toán nhỏ hơn sẽ đến tay những người có thu nhập gọi là thấp cao hơn. Các khoản thanh toán về mặt kỹ thuật là hoàn thuế sẽ bắt đầu được thực hiện vào ngày 7 tháng 10 nhằm giúp giải quyết chi phí gia tăng. Đó là theo lời của văn phòng thống đốc Gavin Newsom. Ở Georgia thì những người đóng thuế sẽ nhận được $500 tiền hoàn thuế một lần ở trong mùa hè, khi những người Georgia chăm chỉ phải đối mặt với việc lạm phát gia tăng do chính sách của chính phủ liên bang thất bại. Chúng tôi đang làm bằng mọi cách để có thể trả lại vào túi tiền của họ. Đó là theo lời của thống đốc Brian Kemp cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 5. Và những nơi nộp thuế, các khoản giảm thuế được đưa ra vào mùa hè này trị giá $750 cho những người khai thuế cá nhân, 1.500 cho những người một cặp vợ chồng khai thuế chung, hoặc là nó được gắn một cái mác lên đó là hoàn tiền. Theo lời của thống đốc của đảng Dân Chủ là Jared Polis đã cho biết tiểu bang của ông cũng cố gắng hoàn thuế cho người dân một phần nào đó vì vấn đề lạm phát. Nhưng các nhà kinh tế nói rằng tiền này như muối bỏ bể, không làm sao để mà có thể kích thích trở lại nền kinh tế để mà chống giá cả gia tăng hết. Đây không phải là một giải pháp. Và đến đây thì một lần nữa xin kính mời quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNA TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại xung quanh quảng cáo. Cảm ơn quý vị.